Dạo gần đây có nổi lên một vụ việc một nhà sư Nepal bị vu oan khi người khác cho rằng ngài ấy đã đụng chạm vào cơ thể của một nữ diễn viên và cô ấy đã tát ngài, cùng với việc ngài đã tự nhận lỗi về mình mặc dù không làm trước mặt người khác. Sau đó camera đã xác minh người chạm vào cô ấy là một người khác mà không phải vị sư đó, đồng thời ở Nepal và Sikkim, Ấn Độ cũng biểu tình đòi công bằng cho vị sư. Con muốn hỏi là sư nghĩ thế nào về vấn đề trên, và việc xúc phạm người đã xuất gia thì sẽ mang những nghiệp quả nào? Thưa với quý vị đó, Phật giáo luôn kêu gọi sự bất bạo động, tức là Phật giáo không bao giờ khuyến khích cái chuyện tấn công bất cứ ai, cho dù người ta có sai đi chăng nữa. Thế cho nên á, Phật giáo thì cần được hiểu hơn là cần được bảo vệ theo cái kiểu đó. Một nhà sư, thậm chí là như trường hợp ngày Mục Kiền Liên bị cướp nó giết chết, hoặc ở trong tăng đoàn có rất nhiều những trường hợp nhà sư bị cướp, rồi thậm chí là những vị ni sư là phải chịu nhục nhã. Thì ngay cả trường hợp đó đó thì tăng đoàn cũng không bao giờ có cái chuyện là đứng lên tấn công người khác để cái gọi là giành lại công lý, thì nó không có, mà chỉ có đó những người dân khi họ thấy những cái bậc tu hành phạm hạnh mà bị xúc phạm, bị tấn công thì họ bất mãn và họ trừng phạt những con người đó, thì cái đó có. Nhưng nếu như quý vị hỏi thì trong vai trò là một vị sư, và tất cả những vị sư nào thực hành đúng theo lời dạy của Thế Tôn thì đều không bao giờ kêu gọi sự tấn công một người nào cả, luôn kêu gọi sự khoan dung và tha thứ. Nó giống như trong Pháp Cú là gì? Hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Chính bởi vì như vậy đó, không bao giờ một nhà sư kêu gọi sự thù hận. Hơn thế nữa, ở trong nhiều trường hợp một nhà sư á, bị tấn công thì vị ấy, cái cách trả lời tốt nhất của vị ấy đó là gì? Ở đây không ai có lỗi cả, chỉ do nghiệp và quả của nghiệp thôi. Và khi vị ấy nói như vậy đó thì vị ấy tha lỗi cho tất cả. Cho nên đó là Phật giáo chủ trương tha thứ đối với bất cứ ai, dù cho họ có biết lỗi hay là không biết lỗi. Và cái sự quan tâm là chúng ta không nên biến Phật giáo thành một cái tôn giáo khủng bố, không nên biến Phật giáo thành một cái tôn giáo sẵn sàng gây hấn và chiến tranh. Phật giáo vốn dĩ không phải như vậy. Và Phật giáo cần được hiểu đúng hơn là cần được bảo vệ. Khi mỗi một người đều hiểu được giáo lý của nhà Phật thì ngay từ đầu cái chuyện nó đã có thể tránh được rất là nhiều. Xin lấy ví dụ trong cái hình ảnh là trong một cái hoàn cảnh hỗn loạn, đông đảo chen chúc. Nhưng nếu như quý vị là những người hiểu đạo, học đạo thì khi đó mình chỉ đơn giản là giữ cho một nhà sư hoặc nhà sư tự giữ mình có một khoảng cách với những người xung quanh, thì khi đó là có thể tránh được rất nhiều những chuyện đáng tiếc xảy ra. Cho nên là mình cần hiểu hơn là cần được bảo vệ. Tại vì khi mình hiểu thì tự nhiên Phật giáo được bảo vệ. Còn mình cầm vũ khí miệng lưỡi, mình cầm vũ khí gậy gộc để mình bảo vệ Phật giáo thì nó cũng chẳng khác gì đối với những tôn giáo khác. Những tôn giáo mà chủ trương dùng bạo lực để trấn áp, hoặc
là mình lại đi ngược với lời dạy của Thế Tôn thì đó là chuyện không nên. Còn nếu như quý vị hỏi cái người mà tấn công một cái vị tu hành, sư mở ngoặc ở đây là sư không biết cá nhân vị sư ở Nepal đó, vị ấy có tu hành hay không, vị ấy có giới, có định, có tuệ hay không, sư không hề biết, sư không có dữ liệu. Cho nên đó là cái trường hợp đó sư để qua một bên. Tại vì mình không biết. Và cũng để tránh trường hợp là người ta nói là mình miệng thì nói là không có nên gây hấn, không nên hận thù, mà câu trước câu sau quay qua gọi là nguyền rủa người ta thì cũng không có nên. Thành ra cái mà sư chuẩn bị nói đây quý vị nên hiểu, đây là hậu quả của hành động ác xấu mà mình tạo thì sẽ nhận những cái hậu quả này, chứ ở đây không có ai nguyền rủa ai và cũng không có ai nhân danh để trừng phạt ai, nhớ giùm. Ở trong Pháp Cú kệ số 137 có nói là người nào xài vũ khí để tấn công người không có vũ khí, người tấn công người không bị ô nhiễm thì họ sẽ bị 10 cái loại quả báo như sau. Thứ nhất là họ sẽ phải chịu cái cảm thọ khốc liệt, là cái sự đau khổ, sự sợ hãi, sự cảm thọ, những cái cảm thọ đau buồn một cách khốc liệt. Rồi họ sẽ bị mất mát tài sản, thân bại danh liệt, mất mát tài sản. Rồi họ hoặc họ sẽ bị tổn thương cơ thể, hoặc là họ sẽ bị bệnh hoạn trầm trọng. Quý vị cứ đối chiếu vào những trường hợp cụ thể xem có xảy ra hay không, hoặc là họ bị mất trí. Rồi hoặc là họ sẽ bị phiền hà từ chính quyền địa phương. Hoặc là họ sẽ bị đưa vào những cái tội danh rất là khắc nghiệt, hoặc là họ sẽ bị tổn thất về thân quyến, ví dụ như là người thân sẽ không có muốn nhìn mặt họ, hoặc là họ sẽ bị mất mát người thân, hoặc bị xa lìa người thân, hoặc là họ sẽ bị tiêu tán về của cải, ví dụ như là bồi thường nè. Hay là bị mất công ăn việc làm, hoặc là bị người khác tấn công để mất mát tài sản đấy, hoặc á, là họ sẽ bị những cái thiên tai bão lũ đến với những cái nơi họ ở, ví dụ như là bị cháy nhà, bị động đất, bị nước cuốn trôi chẳng hạn. Rồi cái cuối cùng á là do cái nghiệp này á, sau khi mà thân họ hoại mạng chung. Sư xin lỗi, tại vì vấn đáp Phật pháp nãy giờ nó cái cơ miệng nó mỏi cho nên là nó nó sẽ bị nó lắp. Do sự cái nghiệp á, cho nên sau khi thân hoại mạng chung thì cái người thiếu trí đó họ sẽ bị đọa địa ngục. Và đây là cái hậu quả do cái ác nghiệp mà mình đã tạo. Xin nhắc lại một lần nữa là không có ai nguyền rủa ai và Phật giáo luôn kêu gọi sự tha thứ. Sư lấy ví dụ giống như người ta lấy dao người ta đâm mình, đâm mình bị trọng thương, pháp luật truy tố con người ấy. Thì cái chuyện mà mình viết đơn bãi nại, mình không yêu cầu bồi thường thì đó chỉ là một tình tiết giảm nhẹ thôi, chứ bản thân cái chuyện mình bãi nại, tức là không khiếu nại, không yêu cầu bồi thường đó, nó không giúp cho đương sự thoát khỏi pháp luật nha. Bản thân cái người bị hại họ không hề có cái sự oán thù, có cái sự trù ếm, không hề có.
Nhưng pháp luật vẫn trừng trị cái người đã vi phạm pháp luật. Nghiệp và quả của nghiệp cũng vậy. Khi anh đã tạo các ác nghiệp thì anh phải chịu những cái quả báo trên. Chứ ở đây hoàn toàn không có ai trù ếm, không có ai nguyền rủa và cũng không có một đấng nào trừng phạt mình cả. Và một lần cuối sư nhắc nhở, Phật giáo luôn kêu gọi sự tha thứ. Cho nên á, nếu như có thể thì quý vị nên cho qua, nên tha thứ, nên bỏ qua. Không nên triệt tiêu cái đường lui của người ta. Bởi vì người ta cũng còn cần phải nuôi sống gia đình, còn cần phải nuôi sống con cái, thậm chí là nuôi sống bản thân. Mong tất cả quý vị đều được sự an vui.